Chào anh Thính. Vâng, chào anh Thính. Đấy. Chào Khánh xin mời các bác cùng em tính vào em cho em đến và cho anh đi. Đây này, có cái ống này này. Con Khánh xin chào cha. Con cảm ơn cha rất nhiều. Con gửi lời chào cha là con thương cảm ơn cha giúp đỡ ba, giúp đỡ hai em em. Chào em Tính, nói to lên như kiểu lần đầu gặp nhau ngại nhau thế. Cháu Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể các bác cô chú anh chị và quý khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì cháu Tuyên đang có mặt ở nhà bé Khánh, thì một nhân vật rất là đặc biệt xuất hiện ở đây, đó là bé Tính. Lần đầu tiên bé Tính đặt chân lên đây, cũng như là lần đầu tiên bé Tính đi ra khỏi nhà và đi gọi là đi ngao du với cháu Tuyên đấy các bác ạ. Lần đầu tiên bé Khánh gặp bé Tính ở tại căn nhà của các bé. Chào các bác thôi. Vâng. Chào Khánh xin chào các ông các bà và các bác các chú, các anh chị và em chào anh Tuyên ạ. Và anh chào em Khánh ạ. Em Tính ạ. Tự chào mình. Chào Tính xin chào các ông các bà và các bác các chú, các anh chị và anh chào anh Tuyên và anh chào anh Khánh. Ừ. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau vận chuyển đồ để xuống nhà nhé. Trước khi vận chuyển đồ ở trên xe xuống thì anh em mình sẽ đi review chia sẻ cho các bác xem về cái căn nhà. Hiện tại bây giờ đã xong rồi. Đó. Căn nhà thì cửa đã lắp rồi, tuy nhiên thì không khóa các bác ạ. Tuần này không phải tập văn nghệ nữa. Không. Đây các bác này, cửa ấy. Ủa, sao cứng đi? À đây có chốt ở chân đây này. Đi, anh em đi vào nhà đi. Cái này có cái chổi đây này, Khánh này. Hôm nọ anh thuê người trông ở đây ấy. Bây giờ lắp cửa xong rồi anh không thuê nữa. Thì họ ở đây, họ vừa trông nhà vừa quét dọn nhà cửa cho mình sạch sẽ đấy. Đấy, cửa thì lắp xong hết rồi các bác này. Chìa khóa này đâu hết rồi? Có chìa không? Không. Không có à? Cái này phải có chìa đấy. Chắc là họ không giao thôi. Vì hôm mà họ lên lắp thì anh không ở nhà. Đây, cửa rất là đẹp nha các bác. Nhôm hệ đàng hoàng. Rất đẹp nha. Tính đến đẹp không? Đẹp. Đẹp à? Thích một cái nhà như thế không? Đấy. Em Khánh, anh Khánh là bây giờ là có nhà rồi đấy. Có một cái nhà là của riêng mình rồi. Cuối tuần về thì sẽ lui vào đây. Chưa xong đâu Khánh nhá. Vẫn còn nhá. Còn nhiều thứ nữa. Còn điện, còn nước, còn... thiết bị vệ sinh, à đây, cửa nhà vệ sinh đây các bác. Rất đẹp. Đây, cửa nhà vệ sinh này. Ở bên này là cửa thông gió để mình có thể nấu nướng. Đấy, người ta làm một cánh nhưng mà ở đây có cái tay cầm này, mở ra mở vào này, rất là dễ này. Đấy. Toàn bộ ở đây là cửa sắt hết nên không phải lo nhé các bác. Có mỗi cửa các phòng là cửa nhôm kính thôi thì mới sợ nó ảnh hưởng luôn. Còn đây là cửa chính, cũng là cửa chính và cửa bếp thì nó là cửa nhôm và sắt, kính và sắt thì nó khá là chắc chắn. Đấy, mở sang bên này thì nó tiện hơn. Trước đó thì anh em tư vấn là mở sang bên cánh bên này nhưng mà nó không được đẹp. Đấy. Xong hết rồi anh nhỉ? Vâng. Cửa sổ bên này họ lắp chưa? Chưa. Bên này mà? Chưa. À, sao cửa sổ này chưa lắp à? Họ lắp thiếu à? Không biết được. Không biết à? Chắc là họ lắp thiếu cái cửa sổ này rồi. Để anh liên hệ. Cái này thì anh sẽ liên hệ được. Đi ra đây. Bây giờ anh em mình chia sẻ như vậy thôi các bác ạ. Bây giờ anh em mình sẽ đi ra ngoài để bê đồ vào đây. Cùng nhau xách đồ vào nhá. Còn đồ điện nước nữa. Camera di chuyển lên trên kia quay đi.
Đây, bê cái này vào Khánh rồi. Hơi dài các bác ạ. Nó nhẹ thôi nhưng mà nó cồng kềnh. Rồi, bác vào đi. Đây, Khánh này. Cái này là bóng điện nhá. Vâng. Bóng này là bóng tiếp ở phòng khách. Vâng. Cầm cho anh. Khánh ăn sáng chưa? Ăn rồi. Đây bánh này. Sáng nay anh em mua bánh vào. Đây, mang vào nhà để tí nữa anh em mình ngồi kia ăn. Vâng. Hết rồi. Xem nào, về đây anh lấy về đây anh kiểm xem nào. Kiểm tra xem là đủ hết chưa. À, tính thì bê một viên gạch sạch sạch vào đây. Sạch sạch nhá. Sơn viên là sạch. Có viên mới kia kìa, ở trên bàn kia, tính ơi. Tính. Đấy trên bàn kia. Bê về đây. Để thay làm bàn uống nước. Tại vì là không có bàn nên là anh em mình sẽ tận dụng. Đây em úp lên trên cái cuộn điện đi. Tính đi lấy chai nước ở trên xe về để uống nước. Chưa có bàn nên là anh em mình ngồi đất luôn nhá. Anh ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ăn nữa, ăn rồi thì ăn tiếp. Sáng nay đi vội vàng thôi, ăn vội vàng mỗi người một cái bánh. Bây giờ thì ngồi ăn tiếp. Tính ăn nữa không? No. Ăn đi, làm cái nữa. No. Làm một cái này này. Cái này ăn xúc xúc ngồi xuống đi. Sạch mà, anh vừa quét xong mà. Mời các bác nhá. Đấy. Chào Khánh, xin mời các bác cùng em tính vào em cho em đến và cháu ăn bánh. Mời các bác nha, ba anh em mời cháu, các bác ăn bánh nha. Nhà Khánh thì bây giờ xong rồi. Nói chung là tạm thời bây giờ là vẫn có thể vào ở được. Nhưng mà cửa thì chưa có khóa các thứ chưa. Trước mắt bây giờ là có đầy đủ hết rồi. Thì một hai hôm nữa anh lên, anh sẽ mua khóa lên. Mai phải tìm cách cắt cái móng tay đi nhá. Bẩn quá. Để đen như này không được. À, anh có tính có luôn không để móng tay đâu. Đó. Ăn sáng xong thì anh em mình sẽ kiểm lại toàn bộ đồ này các bác, xem là ngồi camera ngồi xuống xem là đủ hay không, hóa đơn các thứ thì mai họ sẽ cấp cho mình. Tại vì là cháu lấy thì không phải là thanh toán luôn đâu các bác, mà là khi nào mình làm xong thì mới thanh toán. Còn nếu bây giờ mình thanh toán trước thì họ sẽ không nhận đồ trả lại. Thành ra là trước mắt bây giờ là cứ lắp đã, lắp xong thì sẽ thanh toán sau. Này, nước đi. Khánh báo cáo một tí việc học xem nào, tình hình học hành như thế nào. Camera. Việc học của em dần là như thế nào rồi? Em
Chuẩn bị học đến đâu rồi? Giữa kỳ mấy? Chuẩn bị thi như thế nào chưa? Chuẩn bị thi rồi. Thi kỳ mấy? Kỳ 2. Kỳ 2 à? Giữa kỳ thi chưa? Thi rồi. Có điểm chưa? Có rồi. Mấy điểm? Nhưng mà cô đã không đọc đấy à? Phải đọc chứ. Cô không đọc à? Ờ. Thế mình phải hỏi hay như nào? Mình phải hỏi thôi, lớp trưởng không hỏi thì không đọc à. Thế ai làm lớp trưởng? Diếp. Diếp à? Con gái à? Vâng. Con gái làm lớp trưởng thường con trai. Chuẩn bị thi có nộp, cô giáo có thông báo nộp gì không? Không. Chưa thông báo à? Vâng. Lúc nào thông báo thì bảo anh nhá. Vâng. Anh còn biết nhá. Vâng. Còn việc học thì rất là quan trọng đối với các em nhé. Bây giờ thì tập trung vào học đi. Còn việc khác thì cứ để các anh lo, nhớ chưa? Vâng. Tất cả những việc này đấy, từ lúc làm nhà cho đến bây giờ thì em không phải lo bất cứ một cái gì cả. Một mình anh đấy, làm từ trước đến giờ thì em không cần phải làm gì cả. Có mỗi một hôm là lên đây thì em có đi hộ anh em BC một tí. Nói chung là mình cũng phải la vào một tí, còn không làm tí nào thì kể ra cũng không được. Vâng. Lúc mình không biết trân trọng. Đây là đồ nước các bác ạ, đồ nước. Ở đây thì có vòi khóa này, vòi khóa, đấy, vòi rất là to. Cái vòi này là vòi hồi ở nhà, cái bồn bình nước ở trên ấy các bác. Đây còn một cái bút này. Chắc anh em để quên này. Đây là cái vòi sen. À vòi này là vòi, không phải vòi sen mà là vòi để mình lắp vào cái chỗ xả ở gần cái... Cần cái bồn cầu. Nói chung là tất cả những thứ này thì bây giờ bản thân cháu Tuyên thì một mình không thể nào làm được. Như các gia đình khác, ví dụ như nhà em Thím hay là nhà em Xính Què thì có người hỗ trợ thì cháu Tuyên mới có thể tiến hành được. Còn như nhà bé Khánh thì một mình cháu Tuyên không thể làm được. Ăn đi Khánh, đây con điêu ăn đi. Ăn đi Tính. Rồi à? Nhìn Tính không được tỉnh táo lắm nhỉ. Bóng điện thì có hai bóng thôi. Bóng điện này khả năng là thiếu rất là nhiều. Bóng thì khả năng thiếu, bóng với đuôi. Đuôi này này. Đuôi này có ba cái đuôi thì khả năng thiếu. Bởi vì cháu Tính ở nguyên cái phòng khách này là một cái. Các phòng ngủ mỗi phòng một cái, bao gồm là một phòng, hai phòng, ba phòng, là bao gồm cả phòng bếp, bếp một cái và nhà vệ sinh một cái, thì đã 1, 2, 3, 4, 5 cái rồi. Thì ở đây đang có 3 cái bóng điện thì 100% là thiếu. Cái bóng điện to này khả năng cao là sẽ lắp ở phòng khách. Còn phòng ngủ thì các cái phòng ngủ thì là bóng điện nhỏ, còn ở ngoài một bóng nữa. Đấy, như vậy là đã sơ qua một chút thì đã thiếu đồ rồi. Nói chung là không tránh được các bác, kể cả mình có tính toán chi ly kỹ lưỡng đi chăng nữa thì cũng không thể nào và đủ đến 100% được. Vẫn phải sẽ thiếu một cái, một hai cái nào đấy. Bóng điện này. Bóng điện thì hiện tại là có 3 cái. 3 cái tức nghĩa là đủ phòng khách và 2 phòng ngủ thôi. Còn phòng bếp, bếp một cái, nhà tắm một cái và phần ngoài một cái nữa là 3 cái bóng này. 3 cái bóng nhỏ. Bóng nhỏ này là bóng hàng xịn của Rạng Đông nhé các bác. Bóng này bóng 15W. Ngoài ra thì có 3 cái đuôi nữa. 3 đuôi bóng này. Còn lại thì khả năng cao là những công tắc đi theo này vẫn sẽ thiếu. Bởi vì ở đây họ cũng chỉ cung cấp cho mình đủ bằng đấy thôi. Đây này, có 4 cái công tắc. 4 cái công tắc nhỏ này thì sẽ không đủ. Đấy, 4 công tắc nhỏ không đủ. Bao gồm là tất cả những cái bóng cái đuôi này sẽ bao gồm cả bộ các bác nhá. Cả bộ thì sẽ có là đuôi này, công tắc này. Công tác này là bảng này, cộng với này chụp này. Đấy, bảng là gì? Là cái bảng này này các bác này. Cái bảng này này
bảng và ổ này này, cái chụp là cái như thế này này, nó sẽ có cái chụp ở đây để mình đóng vào tường. Đóng này là đóng chụp chụp nổi nha các bác. Còn một loại là chụp chìm thì mình không lắp điện chìm nên là mình không sử dụng cái đấy. Ổ thì khả năng ok rồi. Công tác ở đây có cầu dao đầy đủ rồi. Đấy. Nước thì xem nào. Bởi vì cái này là họ kê thành ra là mình về mình phải kiểm lại. Nếu mà thiếu cái nào thì mình về mình cân nhắc lại xem là cái nhà mình cần thiết lắp cái gì và lắp thêm cái nào. Tất cả những cái đồ này thì cần phải tính toán làm sao cho nó cẩn thận và đầy đủ. Đồ thì đã có đầy đủ hết ở đây rồi. Ở đây thì là vít này, vít và cái nẹp. Cái nẹp này thì để mình lắp nước thôi các bác ạ. Đây này. Lắp ống nước thì mình sẽ nẹp cái này thẳng vào tường. Đấy. Như thế này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Bình thường thì cháu Tuyên không hay mua cái này bởi vì là thường như các nhà thì không cần sử dụng đến. Do là cái đường nước của các em đi là như nhà em Xính Quẻ đi vào trong ở đằng sau tường nhà thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái công việc sinh hoạt. Về sau em Xính thấy cái dây điện, cái ống nước nó bị trùng thì em ấy cũng tự chế. Cháu Tuyên có dặn là đi tìm cái lon, vỏ lon hoặc vỏ chai gì đấy để mình có thể thiết kế như thế này, thiết kế hình chụp như thế này, sau đó là mình đóng và mình lắp vào tường thì nó sẽ tiết kiệm được kinh phí vì cái này cũng khá đắt nha các bác nhá. Một cái này hình như là 3 hay 5 nghìn gì đấy, không rẻ đâu. Cái này thì sẽ phải mất công đập tường, đục tường rồi là khoan tường và các thứ nữa. Nói chung là để lắp những cái thứ này thì anh em thợ người ta sẽ tự biết. Nếu như mà có người phụ thì bản thân cháu Tuyên sẽ làm được. Mà ở chỗ nhà bà Khánh thì vì là bà Khánh ở mình nên là không có ai phụ. Tạm thời nước thì cứ để đây đã nhá. Nước với điện để đây nhá. Chắc là anh em mình phải thuê thợ rồi. Vì em chỉ được về có chủ nhật. Về buổi sáng thôi. Buổi chiều lại đi rồi. Thì là cũng không có thời gian được nhiều. Còn là tranh thủ về thăm nhà một chút thôi. Vì thời gian này thì em còn tập văn nghệ các thứ nữa. Thành ra là cũng không có được về. Trước mắt là cứ như thế đã. Đồ thì anh mua về gần đủ hết rồi. Còn ăn uống đi anh em. Còn nữa. Còn thì thôi, no rồi thôi. Ở đây thì bây giờ nước uống thì có nguồn nào về không? Ở chỗ đất của em mà tít gần suối kia, anh thấy có một cái mảnh nương đấy. Ngày xưa bố em đi khai phá đây, trước mà em bảo anh đấy, cái chỗ đấy có nước không? Có nước không? Để mình kéo ống về đây. Có. Có à? Nhưng mà nước đấy mình có lấy được không? Sợ là đồi bên này của họ ấy, họ lấy ấy. Không biết. Em phải hỏi bà con ở bên đấy xem nào. Để xem là cái nguồn đấy có phải của em hay không. Nếu mà là phải của em thì tìm cách để mình kéo từ bên kia về. Nhá. Trước mắt thì là như thế đó. Cái nhà thì anh nghĩ là nước bây giờ tạm thời là xin ở nhà chú Hiệp đó nhá. Chú Hiệp bên này ấy. Ống anh vẫn còn kéo về đây này. Đi ra đây anh chỉ cho. Cái này là ống của mình nhá, không phải là ống của nhà ai đâu nhá. Hôm nọ anh mua về đấy. Tính đâu đâu thì ngồi đây đi. Đây mưa thì vẫn động ở đây này. Cái chỗ này hôm nọ láng là không kỹ này. Đây này. Có cái ống này này. Ống này là anh mua về đấy. Nhớ chưa? Cái này này. Chứ không phải là của ai khác đâu. Nhá. Về đây thì đi thoảng thì lấy cái cào hay là cái gì hót cái chỗ đất này đi này. Hót cho nó sạch đi nhá. Đây này rất là nhiều đất nó... Mưa nó chảy xuống đây, nó đọng lại ở đây. Tất cả đường xá rồi là liên quan đến cái chỗ này là cháu Tuyên đã sửa hết rồi các bác nhá. Trước thì cái góc bên này này là anh em chạy xe ấy, người ta chạy vào góc này sát quá. Thành ra là nó bị vỡ ở cái đoạn bê tông này. Thì cháu Tuyên đã nhờ anh em thợ là khi nào mà làm ấy thì dư vật liệu là sẽ dư vữa là sẽ đổ vào đây. Thì anh em đổ xong rồi nhá. Cái này xe vào thoải mái các bác nhá. Nó cũng được rộng hơn ở chỗ mặt tiền đằng trước này.
Đấy. Khá là nhiều việc anh em đã hoàn thiện xong hết rồi. Có cái mũ đi cầm đâu rồi nhỉ? Nóng quá. Để xem là còn cái đồ gì trên xe. À đây. Còn một cái đoạn đóng ở đây này. Cánh này. Cầm vào nhà đi. Tí lại quên đấy. Tí nữa tranh thủ ở đây. À, cái này mình làm sao đấy? Nó khóc vừa à? Vâng. Chắc là nước chảy từ kia về nhiều đấy. Rồi. Nó khóc vỡ ra hết đây này. Ở cái đoạn này anh em láng cho ít xi quá hay sao ấy. Nó vỡ ra. Mưa nước nhiều đấy các bác ạ. Để cất vào trong nhà đi, xong ra đây anh bảo. Cái đinh vít thì rất là nguy hiểm đấy các bác. Loại này thì anh em bắn xong và là cửa sổ, tất cả mọi thứ là bằng sắt hết nên là yên tâm. Đây những cái cây này thì em ấy xong là xếp gọn vào đây nhá. Vâng. Cái đồ rác này hôm nào trời nắng thì đốt đi nhá. Vâng. Lấy cái bật lửa đốt đi. Nhớ nhá, việc vâng. Anh dặn thì phải làm ấy, không là đây này gom tất cả những cái rác này anh em vứt linh tinh như này. Vâng. Gom hết toàn bộ lại, tập kết một chỗ xong là mai đốt sạch đi. Vâng. Không để linh tinh như thế đâu. Cây cối này. Đây những cái cây này là của mình. Trước là xin về để làm giáo với lại mua một số cây là mua ở đây này với lại anh em thợ cho một mấy cây nữa về làm giáo nhưng mà bây giờ không dùng đến rồi thì em xếp gọn vào để mai tận dụng làm củi nhá. Đấy, nhà bé Khánh thì hiện tại bây giờ cũng cơ bản đã xong hết rồi các bác ạ, tất cả tiện nghi rồi là đồ đạc. Đấy cái biển này thì trước anh em tính là cái khu vực biển là sẽ nằm tọa lạc ở vị trí này. Thì khi mà mở cửa ra ấy, thì cánh cửa này nó cũng sẽ không che khuất được cái biển đấy các bác. Bình thường thì hôm nọ cháu Tuyên chưa lắp cửa thì các bác bảo là sợ là cái cửa này nó sẽ bị che mất vào cái biển này. Nhưng mà các bác yên tâm. Cháu Tuyên cũng đã tính từ cái khoảng cách cái cửa này sang bên này. Và cái khoảng cách từ cái này sang bên kia. Thì cho dù là có làm cánh cửa lắp ở bên này, cánh này, cánh cửa nhà bếp này này. Nếu mà cho dù có lắp ở bên này thì nó cũng chỉ mở đến đây thôi. Nó không che vào đây được. Nên là cái biển này các bác yên tâm là sẽ không bị cái gì che lấp vậy hết. Đấy rất là đẹp rồi. Nhà của em thì xong rồi. Em biết phải làm gì đối với cha rồi đấy đúng không? Vâng. Cha đã giúp đỡ em rất là nhiều. Và cái căn nhà này thì phần 100% là cha hỗ trợ. Nhớ chưa? Vâng. Công sức thì là anh bỏ ra. Cha là người hỗ trợ 100% kinh phí để hỗ trợ làm nhà cho em. Thì em tâm sự và chào cha rồi là nói chuyện với cha nhé. Camera gì sang bên này một chút, nói to lên nhé. Con Khánh xin chào cha, con cảm ơn cha rất nhiều, con đã gửi một số tiền rất lớn về cho anh Tuân làm nhà cho con. Con chúc cha hạnh phúc, mình khỏe và con sẽ chúc cha. Con sẽ nghe lời anh Tiên và con sẽ học hành. Con sẽ học hành thật tốt. Con nhìn được không? Thế này. Thế không biết cảm ơn anh à? Và em cảm ơn anh. Anh Tiên đã hết sức để làm nhà cho em. Sao thì cố gắng làm sao để mình ăn nói lưu loát một chút nhá. Vâng. Trong tâm mình nghĩ gì thì mình nói đó. Đấy là cái trách nhiệm của mình. Mình là con người sống ở trên đời thì mình phải biết ơn. Biết ơn với những người đã giúp đỡ mình. Biết ơn với những người đã hỗ trợ mình. Đã cho mình cả một sự thay đổi rất lớn nhá. Vâng. Tóc dài rồi, tuần sau về anh cắt tóc cho nhá. Vâng. Tuần này thì anh không cầm đồ đi nên là không cắt được. Về nhà thì cũng vội vàng thôi. Tranh thủ là thì về xong lại đưa em lên trường thì không có thời gian. Con hai anh em con cũng xin cảm ơn cha rất là nhiều. Ba anh em con xin gửi lời chào đến cha. Và hiện tại thì con đang có mặt ở nhà bé Khánh, một trong những căn nhà mà cha đã hỗ trợ cho bé Khánh rất là đẹp rồi. Và hiện tại con cũng đang hoàn thiện những cái hạng mục còn lại để bàn giao chìa khóa nhà cho bé Khánh để bé có thể ở. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại bây giờ thì bé Khánh vẫn đang ở với con và tất cả mọi thứ thì con cũng đang lo cho bé Khánh.
thì cha yên tâm, con cũng sẽ cố gắng làm sao để các bé sẽ được hỗ trợ và sẽ được một cuộc sống tốt nhất. Trong quá trình tiến hành xây dựng thì con cũng sẽ cố gắng làm sao để một mình con tự tiến hành, và tiến hành làm sao thì cái công năng sử dụng căn nhà và tất cả mọi thứ ở trong nhà thì đều nằm trong sự kiểm soát và có sự thống nhất giữa con và cha. Hiện tại bây giờ thì căn nhà của cha cho bé Khánh thì con đã tiến hành xong, và thứ nhất là con cũng gửi lời cảm ơn cha rất là nhiều, và thứ hai nữa là ba anh em con xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới cha và cầu cho cha luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, và chúng con luôn nhớ ơn cha và chúng con yêu cha rất nhiều. Cảm ơn cha, một người đã hỗ trợ rất nhiều cho các con. Đấy, bây giờ thì hai anh em được gặp nhau ở đây, tính thế nào? Cái nhà của em Khánh, anh Khánh thế nào? Có đẹp không? Đẹp. Em tính gửi lời chào đến cha đi. Vâng. Con gửi lời chào cha là con thương cảm ơn cha giúp đỡ ba, giúp đỡ hai em. Thì con cảm ơn cha rất nhiều và con chúc cha một khỏe hạnh phúc và bình an. Và em cảm ơn Thuyên ạ. Đấy, nhìn thấy anh làm cho anh Khánh một cái căn nhà như thế em thấy đẹp không? Đẹp. Em có thích không? Thích. Anh hy vọng là cha cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho em một cái căn nhà, bởi vì bé tính thì hiện tại bây giờ là đang ở với ông bà, nhưng mà không biết là ở với ông bà hay là đang ở một mình nữa. Kiểu như là anh cũng chưa hiểu là bây giờ em đang ở với ông bà hay là ở một mình em. Bởi vì là hiện tại bây giờ ở thì là ở nhà của chú mua đúng không? Đúng. Còn cái nhà của em thì không có ở, chỉ gọi là nấu nướng thôi. Thế thì cũng chưa biết là ở đâu và ở với ai. Thế thôi thì cuộc sống mà, có chỗ ở, có chỗ che nắng che mưa thì cũng là tốt rồi. Đấy, còn Khánh thì bây giờ không phải lo nữa nhá. Đúng. Nhà cửa thì anh đã làm cho rồi. Hôm nay thì anh cùng với em tính lên thăm em. Thứ nhất là lên thăm em, thứ hai nữa là cũng sáng nay anh em cũng đã đồng hành cùng với nhau để mua đồ đạc. Trời mưa rất là to, lúc là đang đi thăm chợ mua ít bánh về ăn thì lúc đấy mưa to, đấy là cho bé tính là chui vào trong xe để ngồi. Đấy, còn các bác của chú anh chị thấy còn thiếu cái gì, cần bổ sung cái gì cho cháu Tuyên, góp ý cho cháu nhé, để cháu tiến hành làm tiếp. Còn căn nhà chắc có lẽ là sẽ phải sơn, tuy nhiên thì trước mắt bây giờ là con sẽ tính lại xem là cái kinh phí, xem là có đủ sơn hay không. Nếu mà đủ thì con sẽ sơn, còn nếu như mà như trước đó cha hứa là sẽ hỗ trợ thêm cho bé Khánh, thì nếu như mà con cảm thấy thiếu thì con sẽ nói với cha. Còn trước mắt bây giờ thì con sẽ sơn nhà và làm hoàn thiện những cái hạng mục ở trong để cho bé Khánh có thể ở. Sáng nay quên tính ạ, sáng nay anh em mình lên anh em mình mua một cái khóa ấy, để khóa vào đây này. Đấy, có cái này để chốt khóa, cái này là có thể rút ra nhé các bác á. Mình ở trong nhà thì mình sẽ để ở trong, nếu như mình ra ngoài thì sẽ để ở ngoài. Khánh nhá, ví dụ như em đi đâu ấy, camera đuôi, đi đâu ấy, đi ra khỏi nhà ấy, thì sẽ rút cái chốt này ra để khóa ở ngoài, hiểu không? Còn nếu mà đi vào trong ngủ thì sẽ để ở trong. Đấy, như thế này nhá. Trước mắt bây giờ thì tất cả mọi thứ đã ok rồi, còn điện thì anh sẽ thuê người lắp điện và nước. Cái đường điện và đường nước thì nó sẽ hơi phức tạp, còn chủ yếu là cái đường nước của cái nhà này thôi. Còn một số chỗ chưa hoàn thiện đây này các bác này, sáng nay cháu Tuyên cũng đã điện cho anh em thợ này. Như cái chỗ này chưa được là phải xử lý ngay, không để như thế được. Hiện tại bây giờ thì chưa bàn giao hết tiền và chưa thanh toán hết, thành ra là vẫn có cơ hội để anh em sửa lại làm sao cho nó sạch sẽ và ngon lành. Còn thiếu một cái cửa sổ bên này nữa, để chiều về anh hỏi anh em thợ xem là nguyên nhân và lý do như thế nào lại thiếu cái chìa khóa nữa. Chìa khóa thì không biết là anh em để vào đâu. Đây là cái chăn chiếu của anh em thợ. Khánh ơi, về đây. Hai phòng này thì dự kiến là em sẽ ngủ ở phòng nào? Phòng này. Ngủ phòng này nhá. Phòng này thì buổi tối nhớ là đóng cửa sổ vào nhá, không là mưa nó hước nước nó hắt vào trong thì ướt đấy.
Trước mắt bây giờ thì chưa có giường, chưa có giường, mới lại chưa có kinh phí để mua giường thì lấy cái chiếu cũ của mình trước anh cho ấy, cái chiếu cũ rải xuống ngủ ở dưới đất cũng được. Chứ bây giờ không, nếu mà mua giường thì không đủ kinh phí rồi. Anh để tính lại xem là tất cả những cái gì, hạch toán lại tất cả kinh phí liên quan đến cái nhà của em để xem là đã hoàn thiện những cái gì và còn bao nhiêu tiền. Nếu như mà dư có thể đủ thì anh sẽ mua, còn nếu như mà không dư thì tạm thời như thế đã, các bác hỗ trợ dần dần, các bác hỗ trợ tiếp, nhớ chưa? Ừ. Tính làm nhà thì có thích làm kiểu như này không? Có. Làm nhà nếu mà nhà cho em thì cần khoảng bao nhiêu phòng ngủ? Khoảng 2 phòng. 2 phòng à? Vâng. Một phòng cho em, một phòng cho ai? Một phòng em, một phòng cho em thì còn một phòng thì để không đúng không? Để không để sau này lấy vợ có con phải cho con ngủ phòng riêng đúng không? Đúng. Biết ngay mà. Nhưng mà thế thôi, chưa tính đến vợ con bây giờ đâu, còn trẻ mà. Nói chung là nhà nào anh cũng sẽ làm 2 phòng như thế này. Có thể là trước mắt bây giờ các bạn chưa dùng đến cái phòng thứ hai, ví dụ như bé Khánh ngủ phòng này thì còn phòng này để không thì mình có thể để đồ đạc, không cần thiết phải là ngủ đâu, có thể để đồ đạc rồi là những cái thứ cần thiết mình để vào đây, hoặc là phòng bên này thì Khánh có thể dùng để học tập đúng không, mình học ở phòng bên này, làm việc ở phòng bên này, mình có thể ngủ ở phòng bên này đấy, chẳng hạn như thế nhá. Thì chủ yếu là để đồ đạc thôi, còn không phải là nhà là để chỗ để trưng bày nhá. Nhớ cho anh một điều, thứ nhất nhà cửa là phải sạch sẽ. Khi em bước vào nhà, đi đâu về, đi học về hay bất cứ đâu về, quét luôn nhà cho anh, quét và lau. Mấy nữa anh sẽ mua cái chổi lau nhà về để thường xuyên em lau nhà nhá. Không được để nhà bẩn nhá, lộm thộm đồ đạc là không được đâu nhá, nhớ chưa? Đấy, anh thì luôn muốn như thế thôi. Các em cần phải học cách để bảo vệ sức khỏe của mình, không phải như ở như dân tộc của các em ấy. Một số người ở trong này anh thấy ở phức tạp quá, ở bẩn quá nhá. Nhà cửa là phải quét dọn sạch sẽ, dưới gầm giường là không được có rác. Đấy là trách nhiệm của mình, căn nhà của mình phải bảo vệ. Bảo vệ căn nhà của mình cũng như là bảo vệ cuộc sống của mình thôi, nhớ chưa? Rồi, có lẽ là ba anh em mình xin cảm ơn cha và xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã đồng hành cùng với ba anh em mình. Và ba anh em mình cũng có lẽ là xin chạm tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim sau. Anh em mình sẽ chia sẻ tiếp về hành trình cũng như là sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cô chú anh chị đã giúp đỡ cho tất cả các hoàn cảnh. Cháu Tuyên cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe và cùng với cháu Tuyên chia sẻ những cái thước phim hay và ý nghĩa. Cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác ạ, hiện tại cửa hàng nhà cháu Tuyên thì cũng có rất là nhiều mật ong rồi các bác ạ. Đây là đang vào mùa nhé các bác, đây là mật ong khoái nhé, mật ong khoái và mật ong rừng rất là nhiều. Còn chỗ bé Tính đang cầm đây là mật ong bà Hà nhé. Ngoài ra thì cháu Tuyên có, đây là hoa đu đủ đấy các bác này, hoa đu đủ đực nhé, phơi khô. Và đặc biệt là cái trà mật ong sâm này thì vào mùa hè này thì các bác uống giải nhiệt thì rất là tốt luôn. Đó. Các bác mua 2 chai mật ong bạc hà như thế này, cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác một phần quà nhé. Còn mật ong rừng thì các bác mua 3 chai như thế này thì cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác 1 chai, là thành 4 chai nhá. Đó, như thế này nhé các bác nhá. Còn mật ong khoái thì nó cũng gần giống mật ong rừng này các bác này, màu nó gần giống nhau này. Đây là mật ong khoái này. Đấy, mật ong khoái thì nó sẽ có màu đậm và nó đỏ hơn một chút nhá các bác. Đấy, còn mật ong rừng thì nó sẽ có màu nhạt hơn một chút. Các bác mua thì liên hệ cho cháu Tuyên nhá. Mật ong thì hiện tại bây giờ nhà cháu Tuyên về rất nhiều và cũng đang vào mùa đói của bà con, cậm mong sự chung tay giúp đỡ của các bác hỗ trợ cho bà con cũng như là cứu đói cho bà con vào cái mùa giáp hạt này. Và đây là mật ong bạc hà. Mật ong bạc hà thì chỗ bé Tính đang cầm đây này, khác hoàn toàn nhau so với mật ong rừng và mật ong khoái nhé các bác nhé. Mật ong bạc hà thì có màu nó vàng và nó trong hơn rất là nhiều. Đây, chỗ bé Tính đang cầm đây này. Đấy, tất cả các sản phẩm này các bác mua nhà cháu Tuyên thì đều có quà tặng cho các bác để về các bác sử dụng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Và những cái sản phẩm như thế này thì các bác nên sở hữu cho mình cũng như là mua về để nhà mình sử dụng thì rất là tốt cho sức khỏe, cũng như là những cái chất lượng như thế này được cháu Tuyên chọn lọc rất là kỹ lưỡng cũng như là chọn lọc rất là cẩn thận. Về đến tay các bác thì các bác chỉ sẵn sử dụng thôi. Đây là sản phẩm nông sản của địa phương trên Hà Giang. Rất mong các bác của chú anh chị và các nhà hảo tâm ủng hộ cho bà con cũng như là ủng hộ cho cháu Tuyên để có kinh phí đi hỗ trợ các bạn trẻ mồ côi trên vùng cao Hà Giang.
Cảm ơn các bác rất nhiều. Mời các bác tiếp tục xem video.